Rồi, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay lần đầu tiên mình mới dịp chứng kiến cái bộ này. Vô cho mọi người xem cái bộ này. Mình bước vô chút xíu. Bỏ dép ra đàng hoàng nha. Bộ kỳ mộc. Không ngồi lên bàn xin cảm ơn. Giá 4.6 tỷ. Rồi, 1, 2, kỳ mộc. Ở đây có cái đầu của cái con gì đây nè, đây có đầu con gì đây nè, bên đây đầu rồng 4.6 tỷ. Wow, đầu rồng khách chật quá trời. Bên đây đầu rồng nè, đó. Ở bên này là hai cái ghế vàng. Ở kia có cây tùng hay cái gì nè, bằng mọc luôn. Đây có cái bàn, nhưng mà cái hình nó là cái hình cái con gì đây nè, kỳ mọc. Lần đầu tiên mình thấy cái kỳ mọc này. Ở đây chạm ở dưới cái chân nè, chân là móng, nhìn nó không giống con rùa, không giống con rùa. Thế mình coi bên này, ở chim, chạm khắc tinh vi không? Bên đây đầu rồng nè, hai bên đầu rồng. Ở giữa là cái hình cái đầu chim nè, đây đầu rồng nè, đây có nguyên và cây tùng nè, còn gỗ hết. Ở dưới có ngậm đá nữa nè. Có cái hình ông Phật đây, hình Phật. Bên kia đó, cái bộ ghế. Khách đến xem đông, chụp hình khủng khiếp. Đúng là kỳ mộc thiệt. Rồi, cho em làm dáng. Quá đã. Ở phía trước có hai, hay ở phía trước có hai cái bộ ghế. Này đăng lên mạng nè, quá đã luôn ha, kỳ mộc. Nè, người ngồi vô nè, thấy không? Đây nè, người ngồi vô nè, thấy không? Đứng vô thấy đó mà. Dạ. Coi phía sau nè, phía sau coi tới đó, phía sau chạm trổ khách tinh vi nha. Chẳng biết được gì. Đi dép vào, dạ dạ. Đúng là kỳ mộc, quá khủng khiếp. Đây là ban đêm, có gì ban ngày mình đến mình quay kỹ cho mọi người xem. Ban đêm nên nhìn thấy nó không có rõ lắm. Đó, ở đầu của một cái ghế nè, cái chân của cái ghế luôn nè, hay một cái ghế, trên đầu của ghế có cái con gì đây nè, ở giữa hai ghế có cái bộ bàn.
mọi người tập trung đông, xem đông. Wow, đúng là kỳ mộc. Tại sao hai cái ghế này nó đều nhau khủng khiếp ha. Gỗ này là gỗ nu đinh 4.6 tỷ. Gỗ nu đinh, gỗ nu đinh. Quá quá khủng, quá khủng. Rồi hướng đi, tạm thời dừng đây, tham quan cửa hàng gỗ Minh Anh một chút xíu nha mọi người. Wow, miếng dán to dữ vậy trời, quá to luôn. Này to à, chắc cũng phải 4 phần à chú? 4 phần không? 40. Dạ. 4 tấc. Gỗ này gỗ gì anh? Coi kỹ là đây gỗ gì anh? Hỏi chú này. Đây. Bên này nữa. Quá khủng. Không thấy chủ cửa hàng đâu á. Không có để giá luôn. Đây 4 phần. Cái lần đầu tiên mình thấy cái bộ dáng 4 phần. Đây là một tấm luôn nè. Một tấm một, không phải là ghép luôn. Không, không ghép luôn. Thân cây còn xù xề để nguyên luôn hả chú? Cái nu nè. Cái này là cái gì chú? Nu, nu. Nu hả? Này không để giá à? Này nguyên một cây cắt ra luôn hả chú? Bên mùa ở giá. Dạ. Bên mùa thì hỏi giá tham khảo. Dạ. Bên đây... Alo. Chào rồi. Bên này cũng một tấm luôn ha. Cái này cũng 5 phân luôn. Nhưng này cái gốc cây. Này lấy giống cái từ cái gốc ra quá. Sao cái chân nó ngộ chứ à? Một cây, cái này cây để nguyên cái vỏ ngoài luôn, nó nu qua như này có thể nuôi vỏ này nó chết. Bên kia mấy cái lục bình bự hơn. Bộ bàn. Cho ai là tín đồ, cho những ai là tín đồ của đồ gỗ xem nha. Tại cầu ngang lấy thiêu. Ở những ai là tín đồ của đồ gỗ này. Lục bình, đồ gỗ các thứ, bên đi cặp lục bình. Quá xá nè. Bên này cặp lục bình nè. Đây và này nữa. Trái cây mà nó cứ thấy cái gì đó.
Wow, qua đây cái vàng đồ gỗ đen quá khủng luôn. Cơ sở Thành Nam. Vô của ta. Cốc Đại Lợi nè. Bác đẩn hàng hay bác hai chụp cho. Hai con. Làm chút làm thôi. Đi, làm viên đi. Đây, này là keo không? Xem coi những tác phẩm nghệ thuật. Ba này là keo không? Cái này ông à. Ba cái vàng này là keo không? Ủa, gỗ này gỗ gì chú? Biết chết liền á. Không biết luôn rồi chú. Nó phải nói bái rồi phải để cái này à. Ba cái này là nó củ keo không nè. Giống xá xị quá ta. Xá xị đi nè ông ơi. Nghe mùi thơm mà. Nghe cái nghe mùi thơm mà. Nghe mùi thơm tưởng đâu xá xị. Ai giờ xá xị trong túi chú. Không mà để tên cây. Làm chơi gì đâu mà lừa ấy như lừa tình gái quá. Nhìn tưởng đâu. Tưởng đâu cái mùi từ cái ông này đưa bốc ra. Coi. Wow, quá tuyệt kỹ. Đúng. Rồi, tạm thời chia tay cái bộ kỳ mộc 4 tỷ 6. Qua tiếp theo những cái gian hàng gỗ kế bên. Đây, những cái gian hàng gỗ kế bên đây. Cô chú làm gì đây nè? À, bào cái xá xị để bán hả? Bào gỗ cái cây xá xị để bán. Bán bao nhiêu một hộp vậy cô? Một bì vậy bao nhiêu tiền hả cô? 10.000 hả? Gỗ xá xị với cái mùi nó thơm lắm. Mọi người tập trung mua đông, rất là đông. Bào cái gỗ xá xị ra bán. Đây gỗ đúng là mùi thơm thật. Gỗ toàn là gỗ không. Gỗ. Rồi thôi về. Rồi tạm thời thôi tham quan cái gian hàng gỗ này là tạm thời mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Đây, hôm nay đi lễ hội trái cây lá thiêu mùa trái chín thì sẵn ghi lại một chút kỷ niệm và chia sẻ những cái hay cái đẹp của cái mùa lễ hội cho mọi người xem. Nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn quý vị.